Khánh Thi, Phan Hiển mời 1.000 khách dự tiệc cưới. Khánh Thi, Phan Hiển đang tất bật hoàn thiện những khâu cuối cùng cho hôn lễ. Vợ chồng cô dự kiến mời 1.000 khách gồm người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Trao đổi với Dinh, đại diện của Khánh Thi cho biết, lễ cưới của cặp uyên ương diễn ra vào ngày 22 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, với khoảng 1.000 khách mời là người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Thời gian qua, cả hai thực hiện 10 bộ ảnh cưới được chụp tại nhiều quốc gia như Pháp, Thụy Sĩ. Khách dự lễ cưới sẽ diện trang phục có màu trắng, hồng. Tối mùng 5 tháng 12, vợ chồng cô cũng tung teaser MV ngày trọng đại ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cả hai. Cặp dancer sports nổi tiếng cùng nhau chạy mô to, nắm tay bước vào làm lễ tại nhà thờ. Khánh Thi cũng là người thể hiện ca khúc ngày trọng đại. Theo Khánh Thi, lễ rước dâu của vợ chồng cô diễn ra vào ngày 12 tháng 12. Thời gian này, Khánh Thi, Phan Hiển khá bận rộn. Phan Hiển đang tập trung cho giải đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao. Cả hai tranh thủ thời gian để gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng cho lễ cưới. Trước đó, ngày 25 tháng 11, vợ chồng cô tung loạt ảnh cưới được thực hiện ở Pháp. Bộ ảnh tái hiện chặng đường yêu 13 năm của Khánh Thi và Phan Hiển, gặp gỡ trên phố, làm quen, khiêu vũ kết nối tâm hồn, hai con tim hòa chung nhịp đập. Cặp sao cho biết dành nhiều tâm huyết cho những khoảnh khắc này. Khánh Thi và Phan Hiển là cặp dancer sports nổi tiếng của làng thể thao Việt Nam. Người dìu dắt và đưa Phan Hiển tới thành công trong nghề không ai khác chính là Khánh Thi. Cặp đôi công khai tình cảm vào giữa năm 2015 ngay khi có thông tin nữ thiện tướng mang thai con đầu lòng. Mối quan hệ giữa thầy và trò cùng khoảng cách tuổi tác khi Khánh Thi hơn Phan Hiển 12 tuổi từng khiến dư luận xôn xao. Sau hơn 7 năm gắn bó, Khánh Thi và Phan Hiển có hai người con. Khánh Thi cho biết Phan Hiển có tính cách chín chắn dù tuổi đời còn khá trẻ. Anh tỏ ra là người đàn ông bản lĩnh trong cuộc sống và tình yêu, luôn che chở và bảo vệ cô khi đứng trước sóng gió. Khánh Thi cũng thừa nhận khoảng cách tuổi tác, định kiến xã hội từng là áp lực lớn đối với cô.